Rồi, xin chào các bạn. Sự kiện Apple 2023 định kỳ tháng 9 hàng năm vừa mới kết thúc và nó mang lại những cái cảm xúc rất là lẫn lộn đối với mình cũng như là nhiều anh em mod khác. Nếu như mà iPhone 15 Pro và Pro Max với khung Titan và cụm camera mới đem lại những sự háo hức thì Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 nó lại ngược lại, nó hụt hẫng và có phần thất vọng. Đến nỗi mà nhiều anh em mod nói là đây có lẽ là sự kiện Apple chán nhất mà tụi mình từng theo dõi. Rồi vậy thì những cái sự thất vọng trong sự kiện này là gì? Mời các bạn hãy cùng theo dõi video. Rồi, đầu tiên là nói về Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra thì cả hai là những cái đồng hồ được kỳ vọng có nhiều sự thay đổi nhất. Nếu như mà Apple Watch Series 9 kỳ vọng là có một cái kiểu dáng khác, tăng thời lượng pin thì Apple Watch Ultra 2 kỳ vọng là có một cái màu sắc mới. Tuy nhiên, tất cả những điều này đã không xảy ra. Thất vọng hơn nữa, đó là những cái nâng cấp trên Series 9 và Ultra nó không thực sự mang lại những cái lợi ích nhiều đối với những người sử dụng theo cái cá nhân mình suy nghĩ. Đầu tiên đó là về con chip S9. Mình đã từng nói trong rất là nhiều những cái video đánh giá về Apple Watch Series 6, 7, 8 và Ultra, đó là những cái con chip trên Apple Watch tại thời điểm mà hiện nay nó không còn phân định rạch ròi về cái sự nhanh nhạy trong cái thực thi tác vụ nữa. Nguyên nhân chính bởi vì là người dùng khi sử dụng Apple Watch rất là ít phải cài những cái phần mềm cộng thêm. Đa số là chúng ta sẽ sử dụng những cái phần mềm có sẵn và những cái đó đến từ Apple thì nó được tối ưu rất là cao. Và ngay cả nếu như mà có cài phần mềm thì nó đến từ App Store, chúng ta không thể cài từ bên ngoài vào, từ mặt màn hình cho đến là những cái phần mềm. Và điều đó đảm bảo sự ổn định trong cái sự vận hành nhanh nhẹ trong các tác vụ của Apple Watch. Nếu anh em nào đang sử dụng Apple Watch Series 6, anh em có thể so với những người dùng Apple Watch Series 7, Series 8 và sắp tới đây là Series 9 và thậm chí là Apple Watch Ultra. Anh em sẽ thấy là những cái sự nhanh nhạy, những cái sự mượt mà trong cái chuyển thực thi tác vụ hay là giao diện người dùng nó tương đồng với nhau và hầu như rất khó để nhận ra cái sự khác biệt. Cho nên là cái việc mà Apple nói rất là nhiều S9 mạnh hơn như thế nào so với S8, bao nhiêu phần trăm này nọ, thực sự là sẽ không có ý nghĩa. Và chúng ta khi mà sử dụng, mình tin rằng rất khó để nhận ra cái điều này. Rồi cái nâng cấp thứ hai trên cả Series 9 và Apple Ultra đó là cái độ sáng tối đa, cái độ sáng pic của màn hình. Với Series 9 nó tăng thêm 1.000 nit so với Series 8, đó là từ 1.000 lên 2.000. Với Apple Ultra 2 nó sẽ tăng thêm 1.000, đó là so với đời 1 là từ 2.000 lên 3.000. Đối với mình, người mà trải nghiệm xuyên suốt tất cả các thế hệ Apple Watch thì mình thấy là cái việc mà nâng độ sáng tối đa này lên nó sẽ không có nhiều ý nghĩa. Các bạn sẽ rất khó nhận ra trong các tình huống sử dụng bình thường. Bởi vì sao? Hầu hết những cái tình huống mà chúng ta sử dụng trong nhà hay là ngoài trời, những thời điểm chúng ta ra ngoài thì rất ít những thời điểm cần cái đồng hồ nó pick độ sáng lên tối đa như vậy. Và kể cả là cần thì độ sáng 1.000 nit mà anh em đang dùng trên Apple Watch Series 8, trên iPhone nó đã rất là đủ. Và kể cả khi mình lên Apple Watch Ultra với độ sáng là 2.000 nit thì mình thấy là cái sự khác biệt nó không thực sự nhiều. Mình rất khó nhận ra điều đó. Quay lại cái vấn đề là Series 9 lên 2.000 nit tương đương với lại Ultra 1 và Ultra 2 tăng thêm 1.000 nit nữa thì nó thực sự sẽ rất là khó để nhận ra cái sự khác biệt này. Cho nên là đối với mình thì đây là một cái cách marketing thôi. Còn lại thì cái sự hưởng lợi lại từ người dùng đối với cái tăng độ sáng nó sẽ không cao. Điểm thất vọng tiếp theo, cái này thì thực sự là không phải là thất vọng mà mình cảm thấy hơi bị phân vân, bởi vì Apple đưa một cái tính năng chạm hai tay để thực thi tác vụ lên thành cái tính năng chính và quảng bá rất là nhiều cho cái công việc rảnh tay của người dùng. Thực ra là Apple có thể làm điều này trong cái tính năng accessibility, gọi là những tính năng phụ trợ mà thường là chúng ta sẽ dành cho những người mà khó khăn trong vận động, là chúng ta có thể chạm hay là nắm để thực thi tác vụ. Lúc này Apple Watch sẽ dùng các cảm biến chuyển động, cảm biến rung để nó nhận ra là chúng ta đang cần làm cái gì để thực thi một tác vụ nào đó. Thì cái này thực sự không phải là mới, chẳng qua là bây giờ Apple đưa nó lên thành một tính năng chính để phục vụ cho những công việc hàng ngày mà Apple đưa ra. Ví dụ như là một người đang lấy mật ong, tay này thì không có tương tác được với nhau cho nên là phải chạm hai cái, hay là người đang leo núi. Và những cái tình huống này thực sự là nó rất là ngách, nó rất là ít xảy ra trong đời sống hàng ngày chúng ta. Còn lại bình thường thì anh em hoàn toàn có thể dùng tay để tương tác, bấm nút hoặc là chạm lên màn hình. Cho nên là cái việc đưa một cái tính năng phụ trợ này lên thành một cái chính để quảng bá, mình cảm thấy là nó hơi quá đối với mình.
và nó không xứng đáng để chiếm một cái thời lượng quá nhiều như vậy trong việc quảng cáo. Rồi một cái điểm mới tiếp theo mà cũng làm cho mình thất vọng đó là cái mặt đồng hồ mới của Apple. Apple nói là cái mặt đồng hồ này sẽ giúp có nhiều thông tin hơn, quan sát được rõ ràng hơn này nọ. Thực ra là cái mặt đồng hồ này nó đã có trước đó rồi, chẳng qua là nó không có cách trình bày và những cái thông số complication giống như là cái cách thể hiện của Apple Ultra trong cái video quảng cáo mà thôi. Chúng ta sẽ có những khu vực nhỏ bên trên và cái khu vực lớn để thể hiện biểu đồ ở giữa. Đó, cho nên là nếu như mà nói cái này là một cái tính năng mới thì đối với mình nó cũng không xứng đáng. Và đặc biệt nhất là chưa bao giờ mình thấy Apple chọn cái phông chữ số nó xấu như vậy. Thực sự là mình phải dùng chữ xấu. Có thể là cái sự xấu đẹp nó là cái quan điểm của mỗi người, nhưng mà mình đã quen với cái cách sử dụng cái phông chữ tròn trịa đều của Apple. Cho nên là khi mà họ chọn cái phông chữ nó rất là khác biệt trên cái mặt đồng hồ mới, khiến cho mình có phần chưa thích nghi kịp. Thêm một cái nữa, trong cái thời lượng mà giới thiệu Apple Watch thì Apple đã dành ra một nửa thời gian đó để nói về bảo vệ môi trường. Mình là người rất tôn trọng Apple trong cái việc mà đi đầu sử dụng những nguyên liệu tái chế hay là bảo vệ môi trường, từ cái cách mà họ làm hộp đến cách họ thu thập lại những cái nguyên vật liệu trên các iPhone cũ để họ làm cho các iPhone mới. Tuy nhiên, mình cảm thấy là cái điều này nên để trong một cái tài liệu khác hoặc là dành một cái phần ngắn thôi, thay vì là dành một thời lượng quá dài lại làm thêm một cái bộ phim ngắn có cả Tim Cook đóng ở trong đó nữa để nói về vấn đề này, thì mình cảm thấy là nó rất là lãng phí thời gian. Và mình cảm giác như là phải làm như vậy để bù đắp cho cái việc mà Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 không có gì mới. Và cái điểm thất vọng cuối cùng trong sự kiện này đó chính là iPhone 15 Pro và Pro Max. Ở đầu video thì mình nói là 15 Pro và Pro Max là cái hào hứng nhất, nhưng mà nó cũng là cái làm mình thất vọng nhất, bởi vì Apple lại một lần nữa phân hóa giữa 15 Pro và Pro Max. Mình là người trung thành sử dụng các kích thước nhỏ gọn, mình thích các cái size của mini, nhưng mà vì mini thời lượng pin yếu cho nên là sau này mình sử dụng Pro, vì mình muốn là một kích thước vừa phải nhưng phải có đầy đủ những cái tính năng mạnh mẽ nhất của cái iPhone đó, cho nên là mình dùng 12 Pro, 13 Pro và bây giờ đang là 14 Pro. Tại thời điểm mà Apple giới thiệu 12 Pro, mình đã rất là thất vọng, bởi vì 12 Pro cái cụm camera nó thua 12 Pro Max. Mình không hiểu. Mình nghĩ là cái giá tiền thấp hơn là vì cái kích thước màn hình nhỏ hơn, chi phí chế tạo thấp hơn thôi, chứ không nên phân định tính năng để hai cái thằng Pro và Pro Max nó thành hai dòng khác nhau. Nhưng may mắn là Apple đã xóa cái ranh giới này trên 13 Pro Pro Max và 14 Pro Pro Max. Nhưng mà năm nay với 15 Pro Pro Max, Apple lại làm điều này lại một lần nữa. Cái cụm camera mới 120mm chỉ có trên 15 Pro Max. Thì mình không rõ cái vấn đề này là vì giới hạn về kích thước vật lý để có thể chế tạo, để có thể đặt cái cụm camera lên trên 15 Pro Max, hay là Apple lại muốn một lần nữa tách biệt cái phân khúc 15 Pro và Pro Max ra thành hai phân khúc riêng biệt. Rồi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về sự kiện Apple 2023. Vẫn còn đó sự hào hứng của 15 Pro. Năm nay thì mình nghĩ là cái thiết bị mình sẽ mua đó là 15 Pro màu nguyên thủy Titanium, phiên bản cấu hình cơ bản thôi, dung lượng 128GB. Tuy nhiên thì như mình nói, mình khá thất vọng về cái việc là 15 Pro nó sẽ không có cái cụm camera mới như 15 Pro Max. Còn về Apple Watch Series 9 và Apple Watch Ultra 2 thì như mình đã nói video, hai cái nâng cấp lớn nhất lại là hai cái mà thực sự không cần thiết và các bạn sẽ rất khó nhận ra trong cái tác vụ sử dụng bình thường. Nếu anh em nào đang dùng Series 6, Series 7, Series 8 và Apple Watch Ultra, anh em hoàn toàn có thể yên tâm ở lại với lại cái thiết bị của mình, không cần nâng cấp. Còn anh em nào đang xài những thiết bị cũ hơn thì hãy nhìn về Series 9 và Apple Ultra 2. Còn về iPhone 15 Pro, như mình nói rồi, mình chắc chắn sẽ mua. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ với mình bằng comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào, mình là Long đến từ tinhte.vn.